어디가 아파요? 머리가 아파요. 어떻게 아파요? 열이 나요. 어떻게 아파요? 열도 나고 기침도 나요. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với một số mẫu câu khác cũng như một số từ mới khác trong bài. Khi người dược sĩ hỏi Michael một câu, 여기 있어요? 여기 있어요? Thì Michael đã trả lời là 열도 나요, 그리고 기침도 나요. Ở đây chúng ta thấy có từ 나요. 나요 là một từ chỉ một sự việc gì đó đang tồn tại hoặc đang xảy ra. Đó là từ dùng để mô tả triệu chứng của một căn bệnh. Chúng ta còn thấy trong nhiều trường hợp khác, người nói không sử dụng từ 나요 mà họ sử dụng từ 났어요. Thưa các bạn, 나요 là động từ được chia ở thì hiện tại. Nó biểu thị một cái gì đó đang tồn tại hoặc đã xảy ra. Đó cũng là từ dùng để miêu tả một triệu chứng của một căn bệnh nào đó. Trong đời sống hàng ngày, có khi chúng ta thấy người nói dùng từ 나요 để chỉ triệu chứng bệnh của mình, nhưng cũng có khi người ta dùng từ 났어요. Hai từ này đều được xuất phát từ động từ nguyên thể 나다. 나요 là thì hiện tại của động từ nguyên thể 나다, còn 났어요 là thì quá khứ của động từ nguyên thể 나다. Chúng ta cùng học cách phát âm của hai cụm từ này với cô Chi Sương Hiên. 나요 났어요. 나요. 났어요. Từ đầu giờ học đến giờ, tôi thấy là chúng ta đã học được khá nhiều kiến thức, những từ mới cũng như những mẫu câu. Chúng ta cùng tổng kết. Odiga apayo? 머리가 아파요. 머리가 아파요. 어떻게 아파요? 어떻게 아파요? 열이 나요. 열이 나요. 열도 있어요? 열도 있어요? 네, 열도 나요. 네, 열도 나요. 그리고 기침도 나요. 그리고 기침도 나요. 어디가 아파요? 어디가 아파요? 머리가 아파요. 머리가 아파요. 어떻게 아파요? 어떻게 아파요? 열이 나요. 열이 나요. 열도 있어요? 열도 있어요? 네, 열도 나요.
네, 열도 나요. 그리고 기침도 나요. 그리고 기침도 나요. Xem lại đoạn phim một lần nữa, các bạn hãy lưu ý là những từ mới, những mẫu câu chúng ta học trong bài ngày hôm nay được sử dụng như thế nào trong ngữ cảnh thực tế. Mời các bạn chú ý theo dõi. 어디가 아파요? 머리가 아파요. 어떻게 아파요? 열이 나요. 열도 있어요? 네, 열도 나요. 그리고 기침도 나요. 오늘 đến với phần chữ Hàn và cách phát âm trong tiếng Hàn. Chúng ta sẽ luyện tập cách phát âm của một số nguyên âm đôi. Thưa các bạn, trong những bài học trước, chúng ta đã học là trong tiếng Hàn có tất cả là 10 nguyên âm. Nhưng nếu tính cả những nguyên âm đôi thì số nguyên âm trong tiếng Hàn sẽ là trên 10. Cũng giống như những phụ âm đôi, nguyên âm đôi được gọi là sang trà ừm. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem ngày hôm nay chúng ta sẽ học nguyên âm đôi nào. Nếu chúng ta kết hợp nguyên âm A với nguyên âm I thì chúng ta sẽ được một nguyên âm mới. Nguyên âm này được gọi là nguyên âm đôi và nó sẽ được đọc là E. Mời các bạn học cách phát âm nguyên âm này. E E E. Vâng, thưa các bạn, khi nguyên âm A kết hợp với nguyên âm I thì nó sẽ trở thành nguyên âm E. Khi phát âm nguyên âm này, các bạn đọc giống như chữ E của tiếng Việt. Sau đây mời các bạn cùng làm quen với một số từ mới có sử dụng nguyên âm đôi E. Kemi. Kemi. Seu. Seu. Pè. Pè. Thưa các bạn, trong bài học ngày hôm nay, với những từ mới và mẫu câu mà chúng ta đã học, thì chúng ta có thể miêu tả được cụ thể hơn những triệu chứng bệnh mà chúng ta sẽ gặp phải. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn sẽ học thuộc bài, cũng như sẽ dùng nhiều thời gian để luyện tập những gì mà chúng ta vừa học. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt. 안녕히 계세요.